Khi nói về khuynh hướng văn học hiện thực, ta sẽ nhớ về một Vũ Trọng Phụng với ngòi bút hiện thực và trào phúng, hay một Thạch Lam với nỗi đồng cảm dành cho những kiếp người quẩn quanh và lầm lũi nơi phố huyện nghèo. Bên cạnh đó, Nam Cao cũng là một nhà văn dành sự trân trọng và xót xa dành cho những kiếp người bị tha hóa và cướp đi nhân tính lẫn nhân hình. Tiêu biểu nhất là Chí Phèo, và đỉnh điểm của sự tha hóa tàn bạo ấy và những bi kịch của số phận được khắc họa vô cùng cảm động qua quá trình bị cự tuyệt và cái chết của Chí Phèo. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với yêu cầu cần đạt. Thứ nhất là phân tích được quá trình bị cự tuyệt của Chí Phèo. Thứ hai là phân tích được cái chết của Chí Phèo. Và thứ ba là nắm rõ được nội dung và nghệ thuật được tác giả sử dụng. Bố cục chính là gồm có 4 phần. Một là giới thiệu chung. Hai là bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo. Ba là cái chết của Chí Phèo. Và 4 là tổng kết. Đầu tiên chúng ta sẽ đến phần thứ nhất là giới thiệu chung. Tác giả Nam Cao tên thật là Trần Hữu Tri. Ông sinh năm 1917 đến năm 1951. Ông sinh ra trong một gia đình trung nông, đông con tại làng Đại Hoàng, Cao Đà, Nam Sang, Lý Nhân, Hà Nam. Nói về sáng tác của ông thì gồm có hai đề tài chính về người trí thức nghèo và người nông dân nghèo. Ông có tài năng đặc biệt trong việc phân tích và diễn tả tâm lý nhân vật. Về tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác của Chí Phèo được dựa trên cơ sở người thật việc thật ở làng Đại Hoàng, quê hương của nhà văn, được Nam Cao hư cấu và sáng tạo nên câu chuyện, tạo nên một bức tranh hiện thực sinh động về xã hội nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Ta sẽ tìm hiểu đôi nét về nhân vật Chí Phèo, sinh ra và bỏ rơi ở Lò Gạch cũ, ban đầu là nông dân lương thiện, chất phác nhưng bị Bá Kiến gan đẩy vào tù, ra tù và lợi dụng trở thành tay sai và trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có. Chí Phèo chính là vàng được đãi từ dòng sông hiện thực, đã qua tay bao nhà văn đi trước. Tuy nhiên, tác phẩm không vì thế mà đi theo khuôn mòn của chủ đề nguồn nông dân, mà đã đột phá theo cách riêng để trở thành một kiệt tác. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người. Và thế nào là bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người? Bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người chính là sự mâu thuẫn giữa khát vọng quay trở lại làm một con người và khát khao được đối xử như một con người nhưng không được của Chí Phèo. Bi kịch này được kể xuyên suốt trong văn bản, cụ thể là qua 4 luận điểm chính. Ở luận điểm thứ nhất, đó chính là thể hiện qua tiếng chửi của Chí Phèo. Ở luận điểm thứ hai, đó chính là bi kịch bị khước từ quyền làm người ngay từ khi sinh ra. Ở luận điểm thứ ba, đó là bi kịch tha hóa, là cơ sở dẫn đến bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người. Luận cuối cùng, luận điểm thứ tư, là bi kịch bị cự tuyệt quyền được làm người. Đầu tiên, đó chính là bi kịch thể hiện trong tiếng chửi của Chí Phèo. Trong truyện ngắn Trăng Sáng, Nam Cao viết: "Cha ôi, nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia phát ra từ những kiếp lầm than. Nghệ thuật là phải đánh sâu vào tâm trí người đọc những nỗi ám ảnh cơ cực." Trong tác phẩm Chí Phèo cũng vậy, từng tiếng chửi cất lên như từng nhát dao cắt sâu vào cái hiện thực tàn ác. Hắn vừa đi vừa chửi, đó chính là sự xuất hiện vô cùng tự nhiên ở đầu văn bản. Và tiếng chửi ngày càng được tăng cấp về mặt đối tượng và cảm xúc. Đầu tiên là về mặt đối tượng, từ chửi trời, chửi đời và tất cả làng Vũ Đại đến đứa nào không chửi nhau với hắn. Đi từ trừu tượng đến cụ thể, từ xa đến gần, từ chửi người đến chửi mình. Tiếp theo là tăng cấp về mặt cảm xúc, là tức mình, tức thật, thế này thì tức thật, tức chết đi được mất. Sau mỗi tiếng chửi, tình thế bi đát cũng càng được tăng theo. Qua tiếng chửi ấy chính là cả một cuộc đời đau khổ của Chí Phèo, khi phải gánh chịu những bi kịch. Chân dung Chí Phèo dần được hiện lên, đó chính là một kẻ lưu manh, cứ rượu vào là chửi. Đằng sau đó ta thấy Chí Phèo cũng là nạn nhân, ra sức cựa quậy, phản kháng, mong muốn được coi là một con người bình thường. Ở tình cảnh chỉ ba con chó dữ với một thằng say rượu, cho thấy sự cô đơn tận cùng của Chí Phèo, bị chối bỏ, bị đẩy ra ngoài xã hội của người làng Vũ Đại, bị tước đoạt quyền làm người. Tiếng chửi của Chí Phèo do vậy chính là một để giao tiếp, chính là tiếng kêu cứu của khao khát lương thiện trong vô thức của Chí Phèo, là tiếng hát lộn ngược vô vọng tìm sự sẻ chia và thấu hiểu. Tiếp theo đó là bi kịch bị khước từ quyền làm người ngay từ khi sinh ra. Ngay từ khi sinh ra, Chí Phèo đã không được đối xử như một con người, bị bỏ rơi tại Lò Gạch cũ giữa cánh đồng mùa đông. Vốn là một anh nông dân lương thiện, nhưng không cha, không mẹ, không nhà, không cửa, không một tấc đất cắm dùi. Tuổi thơ ngập tràn trong sự bất hạnh và cơ cực, Chí Phèo đã từng ước mơ lương thiện, nhưng xã hội ngày ấy đã bóp chết cái ước mơ lương thiện ấy. Có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nhỏ nhỏ, chồng cướp muốn kỳ thuê, vợ dệt vải, chúng lại bỏ một con lợn
nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng. Chí Phèo đáng thương đã không được đối xử như một đứa trẻ bình thường ngay từ khi sinh ra, đã bị chối bỏ. Nhưng ở anh nông dân hiền lành, lương thiện ấy vẫn sáng lên với vẻ đẹp của lòng tự trọng. Hắn chỉ cảm thấy nhục và khinh khi bị bà ba xúc phạm. Ý thức sâu sắc về nhân phẩm cho thấy bản chất hiền lành và lương thiện. Tiếp theo, đó chính là bi kịch. Hoa hóa chính là cơ sở dẫn đến bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người. Đỉnh điểm phải nói đến sự kiện Chí Phèo bị bắt vào tù do sự ghen tuông vô cớ của Bá Kiến. Và chế độ nhà tù thực dân khắc nghiệt để sống dưới bầy sói khiến Chí trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Và hậu quả của những ngày ở tù, hình dạng đã thay đổi về hình dạng của Chí Phèo. Đó chính là cái đầu trọc lóc, hàm răng cạo trắng hớn, cái mặt thì cơn cơn đầy những vết sức sẹo, hai con mắt gườm gườm. Về nhân tính, du côn du đảng, truyền miếng trong những con say, đập đầu, chửi bới, phát khoách và làm công cụ cho Bá Kiến. Chí Phèo đã đánh mất cả nhân hình lẫn nhân tính. Nếu như trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, chị dậu phải bán con mình để có tiền ăn, chị mới mất đi đạo lý làm người. Nhưng ở Chí Phèo thì hắn đã không những mất đi nhân tính mà còn bị tước đoạt cả nhân hình, hoàn toàn mất tư cách làm người và trở thành một con quỷ dữ. Về quá trình hoa hóa của Chí Phèo, đầu tiên Chí đến nhà Bá Kiến trả thù và mắc mưu trở thành tay sai cho Bá Kiến. Sự biến đổi tha hóa của Chí Phèo chính do bọn địa chủ, nhà tù thực dân cấu kết để băm vằm bộ mặt của Chí Phèo, biến hắn thành một con vật lạ, giết chết linh hồn của Chí Phèo. Giờ đây Chí Phèo sống mù tối trong kiếp sống thú vật, tê liệt về ý thức và nhất là không nhận ra được thân phận bi đát của mình. Sinh ra là người nhưng không được làm người, đây chính là tấn bi kịch tha hóa của người nông dân, một hiện tượng phổ biến và có tính quy luật ở nông thôn trước cách mạng tháng 8. Thứ tư, cuối cùng, đó chính là bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người. Mà nguyên nhân cũng đến từ do bà cô Thị Nở không cho Thị lấy Chí Phèo chỉ vì định kiến của xã hội và diễn biến tâm trạng của Chí Phèo. Từ thất vọng đau đớn, khát vọng của Chí Phèo, mối tình của anh với Thị đã bị bà cô Thị Nở, nhân danh làng Vũ Đại và những định kiến trong xã hội cự tuyệt. Vì Thị Nở từ chối, Chí Phèo đã vô cùng thất vọng và đau đớn. Hắn nghĩ ngợi tí rồi hình như hiểu. Hắn bỗng nhiên ngẩn người, thoáng một cái hắn như hít lấy hơi gió hành, rồi ngẩn mặt không nói gì. Sau đó chuyển dần sang níu kéo. Chí Phèo chạy theo nắm tay Thị Nở như là nỗ lực cuối cùng để níu kéo Thị ở lại, nhưng vô vọng. Với sự dứt khoát của Thị Nở, tình yêu, hạnh phúc, niềm hy vọng của Chí Phèo cũng bị cự tuyệt. Cánh cửa trở lại làm người sập xuống ngỡ ngàng và đau đớn ngay trong khoảnh khắc nhân tính trở về trong Chí Phèo. Cuối cùng chỉ còn cảm giác phẫn uất và tuyệt vọng. Hắn lại uống rượu để trốn tránh đi cái sự thật nghiệt ngã này. Nhưng càng uống hắn lại càng tỉnh. Hơi cháo hành lại hiện về như một nỗi ám ảnh, như một nét dao đâm vào tim hắn. Chính vì thế Chí Phèo ôm mặt khóc rưng rức. Lần đầu tiên trong tác phẩm Chí Phèo khóc, đó là biểu hiện rõ ràng nhất của nhân tính. Đó là miếng kính biến hình vũ trụ, khẳng định bản chất tốt đẹp của con người Chí Phèo. Vật vã, đau đớn, thấm thía nỗi đau không cùng khi nhận thức được bi kịch của đời mình, bi kịch bị cự tuyệt làm người. Và tiếp theo đây chính là cái chết của Chí Phèo. Sau khi bị cự tuyệt, Chí Phèo uống cho thật say, muốn tìm tới nhà Thị Nở đến để đâm chết cả nhà nó. Trên đường đi hắn cứ lảm nhảm, ta phải đâm chết nó, ta phải đâm chết nó. Nhưng rồi vì một lý do gì đó, hắn lại quên rẽ vào nhà Thị Nở mà đi thẳng tới nhà Bá Kiến. Nam Cao đã viết một câu: những thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những cái mà rút ra đi chúng định làm. Câu nói ấy như một điềm báo báo trước cái chết của Chí. Khi Bá Kiến hỏi Chí Phèo, thế thì anh cần gì? Chí Phèo trả lời, ta muốn làm người lương thiện. Câu nói ấy như sự thức tỉnh, khẳng định khao khát muốn làm người của Chí Phèo. Chỉ muốn trở lại là một người bình thường, cuốc đất đào ao, muốn thoát khỏi cái xác con quỷ dữ thành Vũ Đại. Nhưng ai cho tao lương thiện? Câu nói như một lời chất vấn đầy xót xa và đau đớn. Chỉ muốn trách móc tại sao Bá Kiến lại biến mình thành một con người xấu xa đến thế, đẩy hắn tới bi kịch, chẳng ai muốn đón nhận hắn nữa. Để rồi, làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai này? Đó là gương mặt của một người nông dân chất phác, bị xã hội phùng bỏ, đâm lên những vết mảnh chai. Dấu vết tội lỗi, bao nhiêu lần ăn tạ, đầy rối mãi không thể xóa được. Hình ảnh của Chí Phèo mãi mãi chỉ là một con quỷ dữ không thể thay đổi trong tâm trí của người dân làng Vũ Đại. Một câu nói khiến người ta đau lòng, ta không thể làm người lương thiện nữa, quay đầu không còn là bờ. Chỉ biết mình không thể trở về làm người nông dân hiền thành như trước, không thể sống một cuộc đời bình dị lần nữa.
Chí Phèo đến nhà Bá Kiến trong cơn say, nhưng lời nói rõ ràng đã là lời của một người rất tỉnh. Chúng ta thấy rõ khi Chí Phèo uống thêm chai rượu nữa, nhưng càng uống càng tỉnh ra, hắn khóc rồi ra đi với con dao ở thắt lưng. Phải nói, theo cách dẫn chuyện này của Nam Cam, Chí Phèo là đang tỉnh. Hành động rút dao ra đâm tên Bá Kiến đã thể hiện một Chí Phèo rất người, dám phản kháng, trong khi những người nông dân khác cũng chịu khổ, bị những tên cường quyền như Bá Kiến chèn ép, bị cái ác chà đạp nhưng không ai dám phản kháng. Chí Phèo đã dám phản kháng để giành lại phần người cho mình. Đọc nhận định của Nguyễn Văn Hạnh, ta nhìn lại nhân vật Chí Phèo. À, hắn có phải cũng ý thức được bản thân mình muốn làm người lương thiện, nhưng cũng ý thức được rằng mình không thể trở về người lương thiện được nữa. Hắn đã chủ động giết Bá Kiến, giết chính mình để giải thoát, giữ cho mình không bị tha hóa nữa. Và hình ảnh của Chí Phèo làm chúng mình liên tưởng đến chương 3 trong tác phẩm Hồn chương 3 Da Hàng Thịt. Tôi muốn là tôi toàn vẹn. Chương 3 không thể sống trong hình hài của người khác, không chấp nhận được cảnh sống không được làm mình, sống phải nương nhờ vào thân xác của người khác. Mày đã thắng thế rồi đấy, cách thân xác không phải của ta ạ. À, nhưng không cần đến cái đời sống do mày mang lại, không cần. Lời độc thoại đã khẳng định sự khao khát muốn trở lại làm mình của chương 3. Và tiếp theo, về so sánh, chúng mình có so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hai câu thoại Ai cho ta lương thiện của Chí Phèo và Tôi muốn là tôi toàn vẹn của Hồng Trương Ba Da Hàng Thịt. Về giống nhau, đó cùng là xuất phát từ nỗi đau bị chối bỏ, cùng là những lời nói tỉnh táo và sáng suốt, có tính chất như lời chăn trối của nhân vật trước khi được từ giã cuộc đời. Cả hai đều thể hiện khát vọng sống, ý thức sâu sắc của cá nhân thông qua lời của mỗi nhân vật. Cả hai nhà văn đều thể hiện triết lý nhân sinh sâu sắc. Sự sống của con người là đáng trân trọng, nhưng nó chỉ thực sự đáng quý khi con người được sống trọn vẹn là mình, sống với phần lương thiện, tốt đẹp chân chính, được mọi người tôn trọng, thương yêu. Và ở điểm khác nhau, chúng mình nhận thấy được rằng ở câu nói của Chí Phèo đã góp phần tạo nên một cái kết thúc đầy đau đớn và bế tắc, tạo nên một âm hưởng dây dứt trong lòng người đọc về số phận của con người trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Còn với câu nói của chương 3 và hành động dứt khoát chọn cái chết đã thể hiện, đã khẳng định được rằng một quyết định dứt khoát khẳng định sự chiến thắng của nhân vật. Hồng chương 3 không chấp nhận bị tha hóa, bị lấn át bởi sự phàm tục nên đã lựa chọn giải thoát. Tuy không tồn tại trong cuộc sống đời thật nhưng được làm mình sống trong tâm trí người thân. Đến cuối cùng, chương 3 dứt khoát chọn cái chết giải thoát cho mình. Giống Chí Phèo, hắn cũng không cần sự sống khi đánh mất mình. Qua đó ta thấy được rằng cái chết của Chí Phèo lại mở ra ý nghĩa sống, chết để bảo vệ nhân tính của mình, chết để bảo vệ bản ngã của mình, không thể để bản thân cứ dần thui chột. Cái chết không có nghĩa là nhân vật đã từ bỏ đi cuộc sống của mình, mà chính là biểu hiện của sự tha thiết với cuộc đời tốt đẹp hơn, trọn vẹn hơn và hạnh phúc hơn, muốn được sống một cách đúng nghĩa chứ không đơn thuần là tồn tại. Và tiếp đến là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Chí Phèo. Tại sao Chí Phèo phải chết? Hắn có nhất thiết phải chết hay không? Câu trả lời là có. Chí phải chết bởi đó là hệ quả tất yếu của tội ác mà bọn cường hào ác bá gây nên, chứ sự thâm độc khổ cùng của xã hội nữ thực dân, nữ phong kiến, một cổ hai trọng và tên cường hào ác bá như Bá Kiến. Chính mối duyên giản dị với thị nỏ bị từ chối, bị mọi người xa lánh ghê tởm đã thực sự đã Chí Phèo xuống vực sâu. Và đồng thời cái chết cũng có liên quan đến sự thức tỉnh của bản thân Chí. Chí muốn trở lại là mình, ta không thể là người lương thiện nữa. Chí Phèo muốn là nguyện vọng. Nguyện vọng xuất phát từ bản chất cội nguồn lương thiện của Chí vẫn dai dẳng, tiềm tàng trong con người hắn. Chí giết Bá Kiến không phải là Chí Phèo suốt ngày say xỉn nữa, mà thực chất là anh Chí làm ở canh điền, chỉ có mong ước hiền lành, có một gia đình nho nhỏ, vợ chồng út mướn, vợ dệt vải, khá giả thì mua dăm ba xào ruộng làm. Và tiếp đến là ý nghĩa cái chết của Chí Phèo. Cái chết của Chí Phèo đã tố cáo xã hội thực dân ở phong kiến gây bao đau khổ cho người nông dân. Chúng mình có nghĩ đến là sau khi giết Bá Kiến thì Chí Phèo đã lấy chính con dao dính máu kẻ thù của mình là Bá Kiến đại diện cho tầng lớp bóc lột đâm ngược lại chính mình, cũng giống như thể hiện cái tâm tối của xã hội đã giết chết Chí Phèo, giết chết bao người nông dân. Hình ảnh chứ dãy đành đập giữa vũng máu cũng giống như sự dãy dụa của người nông dân nghèo lúc bấy giờ, cuộc sống quá đau khổ và nghèo túng.
đồng thời còn thể hiện sự phản kháng của những con người dưới đáy xã hội. Sự bóc lột đã không những đẩy họ đến nước bần cùng, lưu manh hóa, còn đẩy họ vào cái chết. Hơn cả, đó còn là sự bế tắc của Nam Cao nói riêng và con người thời đó nói chung về số phận của mình trước cách mạng tháng 8. Chủ nghĩa nhân đạo của Nam Cao đã thể hiện xuyên suốt tác phẩm. Nam Cao đã nhìn thấy, thương xót cho những phận người có số phận bất hạnh, đồng thời khẳng định bản chất tốt đẹp của con người ngay cả khi tưởng chừng như họ đã bị xã hội biến thành quỷ dữ. Và cuối cùng là phần tổng kết về phần nội dung. Bằng một cái nhìn tinh tế và đầy lạnh lùng, thông qua bi kịch của Chí Phèo, Nam Cao đã khắc họa thành công cách thực tế của xã hội tàn ác ngày xưa, đã đè đầu cưỡi cổ, bức ép nhân dân đến bước đường cùng, để họ đầy đọa họ xuống những tầng lớp thấp nhất của xã hội. Qua đó cũng miêu tả lại cái sự mục nát của bộ máy nhà nước, những con người tàn ác lợi dụng dân đen để làm giàu cho chính mình. Và cũng thông qua cái hiện thực đó, tác giả cho chúng ta thấy được phẩm chất tốt đẹp của người xưa. Họ là những con người lương thiện, chất phác, dù bị dồn ép mất cả đường sống thì không bao giờ khuất phục trước số phận, không bị tha hóa, gợi lên sức sống mạnh mẽ, tiềm tàng của con người. Thứ hai là về phần nghệ thuật. Nghệ thuật xây dựng và điển hình hóa nhân vật. Nhân vật Chí Phèo hiện lên vừa sống động vừa có cá tính độc đáo. Nghệ thuật miêu tả và phân tích tâm lý nhân vật. Nam Cao miêu tả tâm lý nhân vật một cách sắc sảo, thể hiện chân thực tâm lý vặn vẹo của Chí Phèo từ một anh nông dân hiền lương dần biến thành một con quỷ dữ. Ngôn ngữ sống động và điêu luyện, vừa gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày, kết hợp với dòng điệu trần thuật phong phú có sự đan xen lẫn nhau, đặc biệt là cốt truyện hấp dẫn, đầy kịch tính và luôn có sự biến hóa bất ngờ. Thông qua bài thuyết trình này của chúng mình, có lẽ mọi người cũng đã hiểu rõ hơn về tác phẩm này. Đồng thời, ta cũng thấy rõ được sự khác biệt giữa Nam Cao và các nhà văn khác trong văn học phê phán ở giai đoạn 1930-1945. Cùng là nhà văn phê phán giai đoạn này, nếu như Ngô Tất Tố miêu tả một cách chân thực về xã hội đương thời tối tăm và đầy bế tắc, để con người vào cảnh ngộ đau khổ nhất của kiếp nhân sinh thông qua tác phẩm điển hình là Tắt Đèn, Vũ Trọng Phụng như một nhát dao sắc bén nhất của thời cuộc đâm thẳng vào hiện thực rối ren và thối nát của giai đoạn này trong Số Đỏ, thì Nam Cao lại chú trọng vào hình tượng những người nông dân nghèo để thông qua đó bằng ngòi bút sắc bén của mình vẽ nên bức tranh về những con cảnh nghèo đói tàn tạ, đào sâu nội tâm của nhân vật bị đại đọa nhưng vẫn khát khao vươn đến những gì trong sáng nhất. Ông đã vượt qua khuôn khổ của thời đại, từ bỏ lối mòn văn chương của những người đi trước khi nói đến những mâu thuẫn về giai cấp, và đặc biệt khai thác về những nỗi lo toan như cơm, áo, gạo, tiền bị bóc lột đến kiệt quệ. Sự tương phản ấy được thể hiện rõ nhất trong tác phẩm Chí Phèo. Và đó là phần kết thúc của bài thuyết trình của chúng mình. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.